Xin chào tất cả mọi người, tôi Lương Trainer đây ạ. Thì hôm nay thì tôi có một chuyến công tác tới trụ sở Kisato Đà Nẵng. Đấy, mọi người để thấy trụ sở Kisato Đà Nẵng của chúng tôi thì ở 42 Khúc Hạo, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Thì hôm nay thì tôi vào công tác có việc và muốn chia sẻ với mọi người văn phòng của trụ sở Kisato Đà Nẵng cũng như một ngày làm việc của anh em ở đây. Thì bây giờ hãy theo chân tôi vào trong văn phòng xem anh em làm việc như nào nhé. Xin mời mọi người. Rồi, xin chào cả nhà. Rồi, xin giới thiệu mọi người. Đây là không gian tầng 1 là showroom của trụ sở Kisato tại thành phố Đà Nẵng. Thì đây là nơi mà trưng bày các cái vật liệu xây dựng. Và có một số anh em cũng đang làm việc ở dưới tầng 1 này. Thì hãy cùng tôi xem công việc anh em đang làm là gì nhá. Rồi, xin chào Ý. Rồi, lâu lắm rồi không vào nha. Ừ, thì em đang làm công việc gì đấy? Em đang làm 3D của công trình. Rồi, dưới 3D đúng không? Dạ, dạ. Đang lên phối cảnh 3D và chuẩn bị gen đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Rồi, thì chia sẻ với mọi người một chút. Bạn Ý thì làm việc ở trụ sở Kisato Đà Nẵng. Ý giờ làm việc ở đây là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dạ, được 2 năm rồi. Rồi, 2 năm rồi và cũng thiết kế rất là nhiều các cái công trình của Kisato tại khu vực Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung nói chung. Thì mọi người có thể thấy đây là hình ảnh bạn ấy đang làm. Thì công việc của bạn ấy là sau khi mà bộ phận mặt bằng, chúng tôi có một anh em bộ phận mặt bằng riêng. Thì các anh em ở bộ phận mặt bằng sau khi chốt xong công năng mặt bằng sẽ chuyển cho bộ phận 3D. Và Ý thì là một thành phần ở trong bộ phận 3D và chuyên lên ý tưởng về 3D. Cũng như là triển khai cho khách hàng ở khu vực Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung này. Thế thì Ý chia sẻ cho anh một chút là khi mà em nhận được concept về mặt bằng thì em lên 3D cho công trình này với ý tưởng như thế nào? Dạ, ý tưởng là nhà máy Nhật hiện đại. À, nhà máy Nhật hiện đại đúng không? Dạ. Em có thể phóng to lên để chia sẻ mọi người một chút. Thì các bạn ấy đang lên trên cái phần mềm nó gọi là 3DS Max. Em có thể mở to cái màn hình này ra cho mọi người để quan sát về cái không gian. Đấy. Thế thì đây là một cái màn hình đang thể hiện công việc của bạn ấy. Thì trong phần mềm này là bạn ấy phải dựng toàn bộ các cái phối cảnh của công trình để tiến hành công đoạn render. Ý có thể chia sẻ thêm về ý tưởng công trình này thì chủ nhà mong muốn như nào và em đang thực hiện cái phương án ra sao không? Chủ nhà mong muốn là một căn nhà phong cách máy Nhật hiện đại và nó khác biệt với những cái công trình khác, truyền thống khác. Ở điểm nào em? Là nhà này nó sẽ là mặt tiền nó hướng Tây nên mình sẽ làm những cái hệ lam che nắng nó sẽ khác với cái nhà khác. À, tức là mình có thêm cái hệ lam ở đằng trước đúng không? Dạ. Kết hợp với hệ cửa sổ bên trong à? Dạ đúng rồi. À, cửa sổ nhôm kính bên trong. Dạ. Đúng không? Đấy. Rồi còn khác cái gì về phối cảnh nữa không? Anh thấy công trình này cũng có một khoảng sân rất là rộng ở phía bên trước đúng không? Rồi. Thế trong quá trình mà lên phương án thì em đã thông với chủ nhà chưa? Hay mới đang dựng và để... Chủ nhà đã thống nhất phương án rồi. À. Thế thì làm việc với chủ nhà thì em mất bao lâu để thống nhất được phương án này? Dạ, trong vòng chưa tới một ngày. Chưa tới một ngày đúng không? Dạ. Tức là mình cũng đã theo sát ý tưởng của chủ nhà rồi. Dạ, đúng rồi. Và theo sát ý tưởng về công năng mặt bằng của anh em bàn giao lại đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi. Thì thông thường mà lên một cái phương án 3D như thế này, kể cả render và kể cả thông, thì thông thường với một chủ nhà thì em làm mất bao lâu? Tầm trong vòng 2 ngày. 2 ngày đúng không? Yeah. Đấy. Thì em có thể chia sẻ một chút về gia chủ này một chút, về thông tin để cho mọi người hiểu hơn. Dạ, công trình này làm cho anh Nguyễn Duy Thiết. Đấy. Anh mong muốn một căn nhà hiện đại của máy Nhật và đấy, nó có sự khác biệt với những ngôi nhà truyền thống khác. Đấy. Tức là ở xung quanh đấy thì cũng có rất là nhiều các cái công trình máy Nhật rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đấy, thì chúng ta có nhiệm vụ là phải kiến tạo cái công năng nó nổi bật. Dạ, và anh ấy cũng mong muốn là phải có một không gian sân vườn rộng rãi nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, thì mọi người có thể nhìn thấy cái phần không gian sân vườn này. Rồi em có thể sâu qua cái phần mặt bằng 3D cho mọi người hiểu hơn về công năng của công trình này. Vâng, đây mọi người có thể thấy là mặt bằng công năng này thì gồm một phòng khách, phòng thờ, một khu vực phòng ngủ có vệ sinh khép kín đúng không ạ? Một khu vực vệ sinh chung và một khu vực phòng bếp khép kín. Em có thể chia sẻ về công năng của tầng 1 không? Dạ, tầng 1 đây là đi vào là phòng khách. Rồi. Tới là không gian đệm đúng không? Gian đệm của căn nhà và tới là phòng bếp. Rồi. Một phòng ngủ có vệ sinh khép kín. Và qua đây là một phòng thờ. À. Có vệ sinh chung. Rồi. Và có hai sảnh đúng không? Dạ, hai sảnh. Một sảnh đi thẳng vào khu phòng khách và một sảnh đi vào cái khu vực không gian đệm. Dạ. Mọi người có thể thấy khác biệt ở đây thì là cái khu vực phòng thờ là khép kín, cũng có cửa đằng trước đúng không? Dạ. Để đi vào. Và khu vực bếp cộng ăn cũng là khép kín. Rồi, tầng 2, em có thể chia sẻ qua xem nào. Tầng 2 lên đây mình có phòng sinh hoạt chung, đi qua có hai phòng ngủ
một phòng ngủ có vệ sinh chung, vệ sinh khép kín và có một vệ sinh chung. Rồi. Qua đây có phòng giặt phơi và một phòng ngủ nữa. Thì ở đây là có sân chơi. Tức là lúc nào là sẽ có 3 phòng ngủ ở trên này, đúng không? Đúng rồi. Một khu vực giặt phơi, thì trong đó là có một phòng ngủ có vệ sinh khép kín và một khu vực vệ sinh chung, đúng không? Có hai phòng ngủ còn lại, một khu vực sân chơi và một khu vực sinh hoạt chung. Rồi, ok. Đó thì mọi người có thể thấy là hiểu qua về cái công năng mặt bằng. Sau khi mà chúng tôi chốt mặt bằng xong thì chúng tôi sẽ lên 3D. Và bạn ý là bạn đang trực tiếp lên công việc này. Em mở phần 3D lại cho mọi người xem. Đó. Thì, để mà dựng được một cái bản vẽ như thế này thì bằng phần mềm em mất bao nhiêu lâu? Dạ, mất trong vòng 1 ngày. 1 ngày đúng không? Đúng rồi. Đó. Thế thì ý có thể chia sẻ một cái kỷ niệm đặc biệt mà trong quá trình em thông phương án với anh gia chủ không? Dạ, kỷ niệm là em làm xong hết rồi nhưng anh thay đổi phương án khác. Thế là có, trong quá trình mà em làm có gặp nhiều trường hợp như này không? Dạ, cũng lâu lâu cũng có nhiều người. Tức là chúng ta đã lên một cái phương án theo cái mong muốn của anh lúc đầu rồi. Dạ, đúng, đúng không? Dạ, đúng rồi. Đấy, sau đó là anh lại thay đổi hoàn toàn ngoắt 360 độ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Ý chưa? Đó, dạ, thì thực ra cái việc này là cũng là cái việc mà nhiều khi gia chủ thay đổi thì cũng không thể tránh được. Nhưng mà cái công sức mà chúng ta dựng rồi ấy, sau chúng ta thay đổi thì nó có mất nhiều thời gian không em? Dạ, cũng nhiều thời gian. Nhiều thời gian đúng không? Đúng. Đấy, thì để cho mọi người hiểu hơn là không phải là chúng tôi chỉ vẽ vài nét là có thể thay đổi được. Bởi vì khi mà dựng này xong thì còn phải thời gian render. Em mở cái ảnh mà khi mà chúng ta render. Đấy, thuật ngữ render có nghĩa là gì? Đây là dựng thô thôi mọi người nhé. Đấy, khi mà render ra thì nó sẽ ra được những cái bức ảnh mà sau này lên thực tế để mọi người có thể nhìn được. Đây, em mở to lên. Đấy, thì đây là phương án anh chốt chưa? Để chốt rồi. Đấy, thì mọi người thấy là tên phương án là T Villa này. À, thì để mà render như này thì một cái bức ảnh này thì mất khoảng bao nhiêu lâu để ra được một cái bức ảnh này từ cái khâu 3D gen ra đây? Trong một ngày nữa. Cũng một ngày đúng không? Dạ, đúng để rồi. Chạy được khoảng 5 bức không? Dạ, trong 5 bức. Đấy, mọi người nhá. Thì thông thường ấy là dựng xong rồi, em mở lại khâu dựng cho mọi người xem. Đấy, cũng mất khoảng tầm 1 ngày. Bây giờ nếu mà thay đổi nữa lại cũng phải mất 1 ngày hoặc là thậm chí là hơn đúng không? Đúng. Đấy, và mỗi một lần thay đổi là chúng tôi lại phải thay đổi như vậy. Và sau khi dựng xong rồi thì để render ra các bức ảnh này chất lượng cao thì cũng phải cho máy nó chạy để nó có thể render ra được, chứ không phải là bấm một phát là nó ra một cái bức ảnh này luôn đâu. Nên hôm nay chúng tôi muốn làm những cái tâm sự về nghề như thế này, cũng như là muốn chia sẻ trực tiếp cái vị trí mà bạn ý đang làm để mọi người có thể hiểu hơn. Rồi em lấy một cái số cái bức ảnh này đi cho mọi người xem. Đó, một công trình phong cách mái Nhật hiện đại rất là bắt và khác biệt. Đó, em zoom vào cái hệ cửa này cho mọi người nhìn. Đó, mọi người có thể thấy chưa? Đây là một cái hệ gì ạ? Hệ lam đúng không ạ? Lam này bằng chất liệu gì? Chất liệu gỗ chống nước, gỗ ngoài trời. Gỗ ngoài trời đúng không? Chịu được mưa gió và kết hợp với hệ cửa gỗ kính. Đấy, rất là hay nhé. Thay vì chúng ta chỉ làm hệ nhôm kính sau đó kết hợp hệ rèm thì chúng ta có thêm cái lớp này nữa. Và mọi người nhìn thấy cái cách bố trí khác cũng rất là khác biệt. Em quay về phần mặt tiền đi. Đấy, nữa đi, mặt tiền trực diện là em zoom lên cho mọi người xem. Đó, với cái tông màu rất là hợp lý. Đấy, và có hệ máy tính sắt nghệ thuật ở đây đúng không? Zoom nhỏ lại. Đấy, một công trình nhà vườn mái Nhật. Đó, và thông thường thì trung bình đối với mỗi một khách là để mà từ dựng đến lúc chốt ấy, thông thường mất bao nhiêu lâu? Ý. 2 ngày mỗi lần. 2 ngày mỗi lần đúng không? Đúng. Và thông thường là một dự án là như được trưởng phòng thiết kế đấy là giao cho em là một lúc là khoảng mấy dự án? 2 đến 3 dự án. 2 3 dự án một lúc đúng không? Đúng. Đấy. Thế thì em thấy là để mà thông phương án mà không bị sửa nhiều thì cần phải lưu ý cái phần gì nhất? Vì là phải giải thích cho chủ nhà hiểu về cái phong cách mình hướng đến cho chủ nhà. Đó. Tức là mình phải chốt và tư vấn kỹ cho chủ nhà cái phương án mà chủ nhà mong muốn, thì lúc ấy lên 3D chúng ta với theo được ý chủ nhà và cộng thêm cái sự tư vấn của chúng ta đúng không? Đỡ mất thời gian về phần thay đổi. Đó. Ok, thì như vậy là các bạn đã hiểu hơn về công việc của bạn ý ở khu vực Đà Nẵng. Thì bạn chuyên là thiết kế về phần phối cảnh 3D cho các vị gia chủ ở trong khu vực Đà Nẵng và miền Trung. Thì nếu mà mọi người xem video clip này thì có thể là một phần nào đó hiểu hơn về cái nghề của chúng tôi ở từng cái vị trí. Thì bạn ý là một cái vị trí rất là nhỏ trong tổng thể các vị trí để có thể tạo thành một ekip xuất ra một hồ sơ thiết kế full đầy đủ. Còn rất nhiều các vị trí khác mọi người nhé, thì chúng tôi sẽ chia sẻ dần dần cho mọi người hiểu. Đấy, và đây chính là cái công việc của bạn ý hàng ngày. Thì rất là hy vọng là mọi người hiểu về công việc của anh em trong Đà Nẵng. Và nếu các bạn ở trong khu vực Đà Nẵng hoặc miền Trung hoặc ở các tỉnh thành khác mà có nhu cầu thiết kế thi công thì có thể liên hệ với chúng tôi, hoặc các bạn ở quanh khu vực Đà Nẵng
thì có thể đến với số 42 Khúc Hạo, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để trải nghiệm showroom cũng như được chúng tôi giới thiệu về các cái vật liệu và tư vấn thiết kế cho các bạn ở đây. Xin chào, hẹn lại mọi người ở những video chia sẻ tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.